Xin chào cô chú anh chị và các bạn thân mến. Thì hôm nay mình đến chùa Ấn Quang ở quận 10. Mình quay cho các bạn và các anh chị xem lễ đám tang của nghệ sĩ cải lương Lê Hùng. Đây là nghệ sĩ Lê Hùng làm đám tang ở chùa Ấn Quang đây nè các bạn nhớ anh chị. Đây là cái chùa Ấn Quang. Đây là cái tháp. Bây giờ mời các bạn và các anh chị xem mình vô trong mình quay cái đám tang còn những có nghệ sĩ rất là đông tới kính viếng đêm cuối nè các bạn các anh chị. Bây giờ mời các bạn cho anh chị xem nha. Thank you.
đâu, mẹ có gì lời gì tôi nói với mẹ.